Vâng, rất là cảm ơn cái sự chia sẻ và những cái sự gợi mở cho cái phần trình bày của tôi ngày hôm nay. Nếu mà các bạn để ý cái phần nếu như thế giới đã thay đổi thì một cái người có cái quả thận này đang đeo kính đen, cái bỏ cái kính đen ra thì thấy hai cái trái tim, đấy là cái sự hy vọng. Và chúng tôi nghĩ rằng là ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì trong những năm gần đây một cái nhóm thuốc mà ra đời và đã làm cho các nhà nội tiết học cũng như các nhà thận học rất là vui mừng, bởi vì đã mang lại cho chúng ta những cái niềm hy vọng và đặc biệt là ở những cái bệnh nhân, cho những không chỉ cho bác sĩ mà cho cả những bệnh nhân bị các cái bệnh lý thận, đặc biệt là những bệnh lý thận do đái tháo đường hoặc không do đái tháo đường. Chúng ta quay lại một cái thuốc mà chúng tôi vừa mới chia sẻ, đấy là cái nhóm thuốc mà ức chế SGLT2. Thì chúng ta biết đây là cái nhóm thuốc mà làm giảm cái hấp thu đường ở ống lượng gần. Và cái nhóm thuốc này thì với mục tiêu ban đầu là người ta đánh giá là liệu xem cái nhóm thuốc này có thực sự là an toàn đến tim mạch hay không. Thì người ta đã làm trên rất nhiều các cái nhóm thuốc, và cái nghiên cứu khởi đầu tiên mà các bạn được nghe qua rất nhiều các cái hội nghị hội thảo, đấy là cái nghiên cứu AMPRED Outcome, tức là với Ampaclifosin, sau đó là nghiên cứu CANVAS với Canagliflozin, DECLARE với Dapagliflozin, VERTICE với Ectoglyph Flozin và SCORE là Sotagliflozin. Và tất cả những cái nhóm bệnh nhân này thì tuần tự từ năm 2015 cho đến năm 2020 là trên một cái số lượng bệnh nhân rất là lớn, có nghiên cứu thì 7.000, có nghiên cứu thì 10.000 bệnh nhân. Và cái nhóm bệnh nhân này là những nhóm bệnh nhân đái tháo đường type 2, và chúng ta đánh giá xem là liệu cái nhóm thuốc này có an toàn tim mạch hay không. Và trong cái thử nghiệm này thì các nhà nghiên cứu cũng không mong muốn là đánh giá về cái vấn đề suy tim hay về vấn đề bệnh thận mạn, mà với cái tiêu chí chính mà như tôi vừa chia sẻ, đấy là có an toàn tim mạch hay không. Và chúng ta thấy ở nhóm bệnh nhân này thì trong nghiên cứu AMPRED Outcome thì có đến 100% bệnh nhân là có bệnh lý tim mạch do xơ vữa. Các nghiên cứu tiếp theo như là CANVAS 66%, riêng nghiên cứu DECLARE thì có khoảng 41% có bệnh lý tim mạch do xơ vữa, và đến 60% là có các yếu tố nguy cơ tim mạch. Còn các nghiên cứu khác như là VERTICE hay là SCORE thì cái số lượng bệnh nhân cũng là đa phần là các bệnh lý tim mạch do xơ vữa. Và chúng ta nhìn nhận lại xem là với những bệnh lý tim mạch do xơ vữa này thì cái việc mà sử dụng cái nhóm thuốc có an toàn thực sự không? Thì trong cái nhóm này với bệnh thận, người ta đã lựa chọn những cái bệnh nhân mà có cái mức lọc cầu thận khá là tốt, trên 90 hoặc từ 60 đến 90. Còn cái nhóm ở thấp hơn dưới 60 thì cái tim chiếm tỷ lệ chỉ khoảng 20%. Và ở những bệnh nhân mà có albumin niệu bình thường thì cũng chiếm một tỷ lệ khá cao. Những bệnh nhân có microalbumin niệu thì loanh quanh khoảng từ 20 đến 30%. Như vậy thì ở những bệnh nhân này, tức là cái mức lọc cầu thận còn khá là tốt và thấy ít cái bệnh nhân có những cái albumin niệu. Vậy thì chúng ta cũng được nghe rất nhiều rồi. Thế thì bên cạnh những cái mà gọi là cái kết quả rất là hoành tráng mang lại, đấy là giảm được các kết cục tim mạch chính, giảm tử vong tim mạch, thì người ta thấy còn giảm cả tỷ lệ suy tim nhập viện. Và bên cạnh đấy thì người ta còn thấy một cái tỷ lệ tiêu chí gộp trên thận với cái việc mà giảm 40% cái mức lọc cầu thận mà với dưới 60, hoặc là bệnh thận giai đoạn cuối, hoặc là tỷ lệ tử vong trên thận. Ở các nghiên cứu này thấy là một cái điều mà ngạc nhiên cho tất cả nhà nghiên cứu, như là nghiên cứu AMPRED Outcome thì giảm tới kết cục trên thận đến 46%, CANVAS 40% và nghiên cứu DECLARE là 47%. Thì chúng ta thấy đấy là một cái điều mà mang lại một cái niềm vui và cái niềm phấn khởi rất nhiều cho những cái nhà nghiên cứu, vì người ta thấy thêm một cái phần cộng, đấy là cộng thêm trong các nghiên cứu ngoài cái an toàn tim mạch, đấy là cải thiện các kết cục trên thận và suy tim. Đánh giá thêm mà nữa trong các nghiên cứu này thì người ta thấy là kể cả cái việc mà albumin niệu thì giảm được cái tiến triển từ albumin niệu bình âm tính cho đến xuất hiện microalbumin niệu ở các nghiên cứu, cũng như là chuyển từ micro thành albumin niệu thành macro, hoặc là từ albumin niệu bình thường micro thành micro hoặc macro, cái tỷ lệ bệnh nhân giảm khá là lớn. Và đặc biệt một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng là cũng không ai mong chờ hơn nữa, đấy là cái việc dịch chuyển giảm thiểu từ tăng cái tỷ lệ bệnh nhân đang từ micro hoặc macroalbumin niệu trở về là albumin niệu bình thường hoặc là microalbumin niệu, cái tỷ lệ có thể chiếm tới rất là cao, 61% với nghiên cứu AMPRED Outcome, CANVAS là 70% và Dicletimi 58 là 54%.
Như vậy chúng ta thấy một cái con số mà chúng tôi nghĩ rằng là rất là ấn tượng, và cái điều này thì mở ra một cái trang mới cho các nhà nghiên cứu để chúng ta thấy rằng là liệu các cái vấn đề này nó có còn được tốt hơn nữa không. Trong cái nghiên cứu dapagliflozin như chúng tôi chia sẻ thì có 60% bệnh nhân là yếu tố nguy cơ tim mạch, và người ta thấy là ở những bệnh nhân này không chỉ giảm cái kết cục về thận đến 47%, mà người ta còn nhìn nhận thấy ở những cái bệnh nhân mức lọc cầu thận cao hơn như trên 90 hoặc 60 trên 90 thì cái hiệu quả thậm chí còn tốt hơn. Và người ta mới đặt một cái vấn đề là liệu là nếu như mà chúng ta sử dụng thì có cải thiện được sớm ở những cái bệnh nhân có kể cả cái mức lọc cầu thận bình thường hay không. Và để làm được cái điều này thì chúng ta thấy giống như bác sĩ Ngọc Anh trình bày, nếu như trước đây chúng ta chỉ dừng lại năm 2012, tôi vẫn cứ nhớ các cái khuyến cáo của hội thận KDIGO chỉ dừng lại đến 2012 và mãi mãi chúng ta không thấy thay đổi gì, cho đến khi năm 2015 một loạt các nghiên cứu của cái nhóm thuốc ức chế SGLT2 mà chúng tôi vừa trình bày đã gợi mở cho các nhà nghiên cứu liên quan đến chúng ta liệu chúng ta có thể sử dụng cái nhóm thuốc này trên những bệnh nhân đã có cái mức lọc cầu thận thấp hơn, đã có ăn nhiều hơn hay không, và liệu chúng ta có mang lại một cái hiệu quả để có thể phòng ngừa thứ phát trên những cái nhóm bệnh nhân này hay không. Thì một loạt các cái nghiên cứu đã ra đời như là DAPA-CKD, nghiên cứu CREDENCE hoặc là AMPA-KIDNEY mà chúng ta chưa có kết quả, hoặc một loạt các cái nhóm thuốc mới như là trong các cái nghiên cứu của SONA vân vân. Thì đây là một trong những cái nghiên cứu mà chúng ta có thể tập trung hơn nữa vào những bệnh thận đái tháo đường hoặc là không đái tháo đường, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái an toàn, tiêu chí chính là an toàn tim mạch. Nghiên cứu CREDENCE là một cái nghiên cứu mà tôi phải nói thực sự là khi mà đã công bố kết quả đã tạo cho tất cả chúng ta một cái niềm hy vọng rất là lớn. Ở trên những bệnh nhân đái tháo đường type 2 mà có HbA1c từ 6,5 đến 12% và cái mức lọc cầu thận chúng ta thấy là từ 30 đến 90, và cái albumin niệu khoảng từ 300 đến 5.000 mg trên gram. Và những cái bệnh nhân này đều đã được sử dụng các cái thuốc mà ức chế hệ RAS trên 4 tuần trước đó và dung nạp. Như vậy thì lúc này người bệnh sẽ được chia vào nghiên cứu và người ta loại trừ ra khỏi nghiên cứu những bệnh nhân đã có những cái bệnh thận từ trước thì đã được loại trừ ra. Và người ta lựa chọn hai nhóm, một nhóm sử dụng canagliflozin và nhóm placebo. Và cái và tiêu chí chính trong các nghiên cứu này đấy là bệnh thận giai đoạn cuối hoặc là tăng cái ăn creatinine gấp 2 lần, hoặc là tử vong do bệnh thận, hoặc là tử vong tim mạch. Thì cái kết cục tim mạch chính khi mà sử dụng ở nhóm canagliflozin so với nhóm placebo chúng ta thấy giảm đến 30%, và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Sau cái nghiên cứu CREDENCE này thì thực sự là người ta đã mở ra một cái niềm hy vọng rất là lớn cho các nhà nội tiết học chúng tôi hay các nhà thận học giống như là giáo sư An ngồi đây. Và chúng ta cũng thấy là dựa trên cái nghiên cứu CREDENCE, người ta đã dự đoán được cái sự thay đổi khi mà sử dụng canagliflozin trên một bệnh nhân. Ví dụ như một bệnh nhân 63 tuổi với mức lọc cầu thận là 56, thì khi mà sử dụng thông thường nếu chúng ta mà dùng nhóm placebo thì cứ mỗi một năm thì sẽ giảm cái mức lọc cầu thận khoảng 4,5 ml, và đến khi 73 tuổi thì người bệnh này chắc chắn là cái mức lọc cầu thận chỉ còn có 10, và lúc này sẽ phải sử dụng các cái phương pháp điều trị thay thế thận. Thế thì nếu như bệnh nhân sử dụng canagliflozin thì sao? Thì cái mức lọc cầu thận sẽ giảm đi rất là nhiều từng trong mỗi năm, tức là khoảng 1,85 một năm. Và người ta thấy rằng cho đến năm 88 tuổi thì người này mới phải cần chạy thận chu kỳ hoặc là lọc máu để duy trì. Như vậy với cái việc mà sử dụng cái nhóm canagliflozin đã kéo dài được 15 năm cho cái người bệnh mới phải sử dụng đến các phương pháp để trì hoãn để sử dụng cái phương pháp lọc máu. Như vậy nếu chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc này đã trì hoãn được cái thời gian phải lọc máu cho người bệnh, thì đây là một cái điều mà chúng tôi hy vọng là rất là tốt. Sau cái nghiên cứu CREDENCE thì phải nói thực sự là cái nghiên cứu DAPA-CKD với sử dụng nhóm dapagliflozin, đây là một nghiên cứu pha 3 đa trung tâm đa quốc gia ngẫu nhiên mù đôi đối chứng giả dược trên một cái số lượng bệnh nhân khoảng là 4 trên 4.000 bệnh nhân có bệnh thận mạn có hoặc không có đái tháo đường, nhằm đánh giá liệu cái việc điều trị dapagliflozin so với giả dược có làm giảm nguy cơ biến cố thận và tim mạch ở bệnh nhân hay không. Và các cái bệnh nhân tham gia nghiên cứu thì đang được điều trị
tiêu chuẩn với ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể với liều tối đa có thể dung nạp được. Và trong cái nghiên cứu này thì chúng tôi cũng vui mừng được tham gia cùng cái nghiên cứu với cái số lượng bệnh nhân là 282 bệnh nhân Việt Nam có tham gia nghiên cứu. Và chúng ta thấy là ở nhóm bệnh nhân đái tháo đường type 2 thì các cái kết cục tim mạch chính, cái kết cục thận, xin lỗi, với cái tiêu chuẩn là giảm trên 50% mức lọc cầu thận, và bệnh thận giai đoạn cuối hoặc tử vong do thận và tim mạch giảm đến 36%. Và ở những cái nhóm chung với cái mức lọc cầu thận trên 45 thì người ta thấy còn giảm tốt hơn nữa là 51%. Thì phải nói thực sự đây là cái điều mà chúng ta rất là mong muốn và đang chờ đợi ở trong cái nghiên cứu này. Và trong cái nghiên cứu này thì 68% dân số là bệnh nhân đái tháo đường type 2 và phần còn lại là những bệnh nhân không bị đái tháo đường. Như vậy thì chúng ta thấy có một cái bước tiến mới trên thận đối với nhóm thuốc ức chế SGLT2 mà chúng tôi vừa trình bày, bên cạnh với việc mà những cái bệnh nhân mà có cái mức lọc cầu thận bình thường, tức là chúng ta có thể sử dụng và thấy rằng các kết cục trên thận như trong các nghiên cứu AMPRED Outcome, nghiên cứu DECLARE hoặc CANVAS, thì cho đến nghiên cứu CREDENCE trên những bệnh nhân đã có bệnh thận mạn hoặc đã có albumin niệu thì chúng ta thấy cái tỷ lệ giảm đến 30% và đặc biệt DAPA-CKD có thể giảm đến 36% các cái kết cục, các cái tiêu chí chính trên thận. Như vậy thì điều này đã mở cho chúng ta một cái trang mới, liệu chúng ta có thể không những chỉ dự phòng tiên phát mà còn dự phòng thứ phát hay không. Ở những chúng ta biết rằng ở những cái thông tin kê toa ở dapagliflozin hiện nay thì chúng ta thấy mới dừng lại ở trên tại Việt Nam là mức lọc cầu thận trên 45, nhưng liệu sau khi mà nghiên cứu dapagliflozin với 282 bệnh nhân Việt Nam tham dự mà chúng ta thấy có thông báo kết quả thì liệu chúng ta có thể thay đổi cái mức lọc cầu thận khi sử dụng trên những nhóm bệnh nhân này hay không để mang lại các cái lợi điểm cho thận. Chính vì vậy thì đến guideline của mới nhất KDIGO năm tháng 10 năm 2020 đã chúng ta thấy rằng đã thay đổi bên cạnh những cái điều trị nền tảng như là thay đổi lối sống, dinh dưỡng, ngừng thuốc lá thì cái việc kiểm soát huyết áp hay kiểm soát lipid máu thì người ta thấy cái việc mà điều trị mà cần thiết ở trên những cái nhóm bệnh nhân, đặc biệt là điều trị đái tháo đường ở trên những cái nhóm bệnh nhân mà bệnh thận mạn là đã có thêm cái nhóm thuốc ức chế SGLT2 bên cạnh các cái thuốc ức chế hệ RAS để điều trị huyết áp ở bệnh nhân đái tháo đường. Và chúng ta cũng thấy trong cái nghiên cứu, trong các cái khuyến cáo này đã hướng dẫn rất là cụ thể với việc thay đổi lối sống và cái điều trị lựa chọn đầu tay. Bên cạnh metformin là một cái thuốc đã rất lâu rồi với cái mức lọc cầu thận là dưới 45 thì bắt buộc chúng ta phải giảm liều, dưới 30 thì chúng ta ngắt quãng hoặc thậm chí là chống chỉ định thì chúng ta không dùng. Khi có cái vai trò của ức chế SGLT2 với cái việc mà mức lọc cầu thận trên đó, trên 30 thì chúng ta vẫn tiếp tục được sử dụng hoặc thậm chí là dưới 30 nếu như thì chúng ta không nên sử dụng. Thì hai cái thuốc mà điều trị đái tháo đường thì chúng ta đều thấy là đứng xếp hàng được coi như là cái lựa chọn đầu tay cho những cái bác sĩ chuyên khoa nội tiết hay chuyên khoa đái tháo đường. Khi mà những cái thuốc này không đáp ứng thì lúc này chúng ta mới lựa chọn thêm các cái nhóm thuốc như là đồng vận GLP-1 receptor, ức chế DPP-4 hoặc là các cái thuốc insulin, DZD và những cái nhóm thuốc khác tùy theo cái mức lọc cầu thận được cho phép. Cái vấn đề này cũng được sự đồng thuận rất lớn của cái Hiệp hội đái tháo đường Hoa Kỳ năm 2022 ở những bệnh nhân mà có bệnh thận mạn hoặc là có bệnh lý tim mạch do xơ vữa thì chúng ta thấy nếu có bệnh thận mạn có albumin niệu thì người ta sẽ ưu tiên lựa chọn các nhóm thuốc ức chế SGLT2 với cái bằng chứng là giảm tiến triển của bệnh thận mạn trong các cái thử nghiệm mà chúng tôi vừa trình bày hoặc là ức chế SGLT2 với các bằng chứng giảm tiến triển bệnh thận mạn trong các cái thử nghiệm an toàn tim mạch hoặc là nếu như không đáp ứng thì chúng ta có thể lựa chọn các nhóm thuốc đồng vận GLP-1 receptor. Ở những bệnh nhân bệnh thận mạn mà không có albumin niệu thì người ta có thể lựa chọn hoặc là đồng vận GLP-1 receptor hoặc là thuốc ức chế SGLT2 với các cái lợi ích tim mạch và thận đã được chứng minh. Như vậy thì cái việc mà sự ra đời của nhóm thuốc ức chế SGLT2 đã làm cho chúng ta có rất nhiều cái sự hy vọng và cái sự thay đổi trong cái vấn đề mà lựa chọn các cái thuốc điều trị ở những bệnh nhân đái tháo đường type 2 có bệnh thận mạn. Cảm ơn phần trình bày của phó sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Khoa Diệu Vân. Có lẽ là phó sư cũng đã cho chúng ta thấy là về mảng điều trị bệnh thận mạn đã có những cái triển vọng mới
có những hướng đi mới và chúng ta càng ngày càng có nhiều bằng chứng mới để cho thấy là chúng ta có một giải pháp để đẩy lùi và phòng ngừa được căn bệnh này, và trong tương lai thì hy vọng là sẽ được áp dụng cách rộng rãi hơn. Tuy nhiên những cái thách thức còn lại thì vẫn luôn luôn còn tồn tại. Ví dụ nếu chúng ta không chẩn đoán được bệnh, không phát hiện sớm được bệnh thì lấy đâu ra bệnh nhân để mà điều trị, lấy đâu ra bệnh nhân để mà được theo dõi, được quản lý và đẩy lùi được bệnh. Vậy thì liên quan đến vấn đề chẩn đoán này, chúng ta cũng thấy rằng đa số các bệnh nhân đều không có triệu chứng, mà việc chẩn đoán bắt buộc phải sử dụng những cái xét nghiệm ở trên labo để mà đánh giá được. Vậy thì chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo, phần cuối cùng, đấy là sàng lọc và theo dõi bệnh thận mạng như thế nào với phần trình bày.